sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cho con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thắm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với trầu. Này khăn đông mà. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thường gian
nay làng anh công tử hào hoa, nhặt gái quê em quê các con nhà, tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng mô đen rất nặng, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, anh nhất làng trông con em nhất làng ngoài. Còn anh công tử sâu xa, tiếng cũng vàng em có út hột xoàn, nhà anh có xuồng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bành, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng mong đám cưới lại sai, trai thét bò dê còn gái thét tài gái sắc kém chi ai, anh nhất làng trông con em nhất làng ngoài. Tiếng vàng còn anh công tử sâu xa, tiếng cũng vàng em có út hột xoàn, nhà anh có xuồng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bành, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng chẳng.
thuyền em đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta rước hội vui. Trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với bao màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm thành phố mới, dước em về con nước mừng thôi.
cho bên người. Hiền hoa ơi dừng đây thôi. Tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Em
em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung như kiếp sân ga, sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu có sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Đây là quê hương.
mặt trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nó truyền cánh mê xuống đầu sau hè uống giọt nắng hồng. Anh thương nhiều không, lưng ngoại đã còng vì thời gian, quê hương đời đời câu hát ngọt lời em vui sống lại như máu.
cát ly thương nhau mà em vẫn hát câu hát ly thương nhau. Anh ra vườn đào em đã sang đồng mía, anh lên rừng quê em lại xuống nương dâu. Xuống dễ trái đưa tay anh hai nhưng mãi đợi chờ ai. Anh xuống đồng sâu em lại lên ruộng can, anh đi tìm bạn bạn còn đi xa như ông tìm hoa. Hoa nở vương nào để lòng anh mong, để lòng anh nhớ ai thương em như thế. Trồng cây bốn mùa em hái quà, dầu bao vất vả mà em vẫn hát câu hát ly thương nhau, mà em vẫn hát câu hát ly thương nhau. Tình duyên đưa tới em ơi xin định sẵn rồi,
giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Thì chưa sang, thì
miền Nam em ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiệu vàng em khóc, xong sau câu hò điệu lý bớt nàng ơi, băng qua núi đồi cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyên đi chung tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hôm nay, xin lòng nhiệt được chào đón, xin diện chân thành thính tình của các quý vị và những lời chúc mừng trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn, đúng là một năm chúng ta chọn lấy một ngày. Một ngày chúng ta chọn lấy một giờ được gặp giờ vàng, giờ đẹp nhất trong buổi chiều nay. Và sự lựa chọn hoàn hảo của đôi tân lang tân danh nhân, niềm vui được nhân lên đất thực nông gia của đôi bên gia đình. Và cùng với sự hiện diện thân tình của toàn thể quý vị đang có mặt ở tại khán phòng hạnh phúc của Hải Phong và Ngọc Mai, kính thưa toàn thể quý vị, xin được thay lời cho đại gia đình của Hòa Nhật Trai cùng với chính cô dâu và chú rể, xin được trân trọng và kính mời toàn thể trên các cùng cô bà, quý vị khách quý, các anh các chị và các bạn, chúng ta sẽ cùng xây chầu nước nâng lên những ly trà nóng bỏng với những cơn trầu duyên, những vị kẹo ngọt ngào đậm sắc tình yêu của Hải Phong và Ngọc Mai. Chúng ta sẽ lồng nhiệt cùng đến với ngày hạnh phúc trăm năm của bạn trẻ, đó là lễ thành hôn. Và cũng thưa quý vị, ngay bây giờ, kính thưa toàn quý vị, sự cho phép của chúng tôi một trong những giờ rất đẹp nhất trong buổi chiều nay. Và ngay lúc này xin được trân trọng và trân trọng kính mời hai vị đại diện cho đội tập của cô dâu và chú rể, đại diện cho đoàn đại biểu quý vị đang hát tay tập lồng nhiệt để cùng chào mừng hai vị đại diện cho đôi bên gia đình của cô dâu chú rể sẽ trở lại với trung tâm sân khấu của chúng tôi. Xin trân trọng và kính mời. Với sự trân trọng và kính mời hai bác ạ. Với chúng tôi một lần nữa xin được gửi đến lời kính chuyển, lời mời trân trọng sức vui, hạnh phúc này. Những người làm chương trình của chúng tôi xin được trân trọng và công bố lễ thành hôn của đôi tân lang tân giai phong, tân lang và tân giai nhân của chúng tôi Hải Phong và Ngọc Mai chính thức được chúc mừng. Xin được trân trọng và cảm ơn những tràng vỗ tay thật là lồng nhiệt của tất cả quý vị và những màn pháo sáng đã minh chứng cho những niềm hạnh phúc nhất. Và chúc với những người làm chương trình đang cùng chung vui và cùng đồng hành cho đôi tân lang tân giai nhân của chúng ta Hải Phong và Ngọc Mai. Thưa quý vị, các anh các chị và các bạn thân mến, đứng ai chắc cánh chim bay về tổ, ai lại chắc cánh cho bạn trẻ thì chúng tôi Ngọc Mai và Hải Phong lên vợ lên chồng càng không thể thiếu được những lời ý kiến trong dâu nhầm rể, những lời vàng ý ngọc, những lời phát biểu của đôi bên gia đình. Và ngay bây giờ kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi xin được mời quý vị cùng xây chầu uống nước và cùng đến với sự diện lời phát biểu của vị đại diện họ nhà gái của chúng tôi với những lời căn dặn, với những lời vàng ý ngọc để trao dâng cho đoàn đại biểu họ nhà trai cùng với sự diện thân tình thích tình của toàn thể quý vị trong ngày trong đại lễ thành hôn của Hải Phong và Ngọc Mai. Và quý vị sẽ dành cho những tràng vỗ tay thật lồng nhiệt để cùng chào đón vị đại diện họ nhà gái của chúng ta. Xin được lồng nhiệt và cảm ơn quý vị và trân trọng kính mời. Kính thưa các cô ông, các cô bà cùng quan viên hai họ kính mến, qua sự tìm hiểu của hai cháu Hải Phong và Thanh Mai, nay đã chín mùi, được sự nhất trí của hai họ, quan viên hai họ và được sự nhất trí của hai gia đình, hôm nay hai gia đình ông bà Tấn Hằng và Xuân Sang long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Phong và Mai. Trăm năm chọn lấy một ngày, một ngày chọn lấy một giờ, một giờ hôm nay là ngày lành tháng tốt. Ông bà gia đình họ nhà trai ông bà Tấn Phong đã đến giờ đẹp đón cháu Mai về tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Được sự ủy quyền của họ nhà gái, cho phép tôi chính thức lúc này trao cháu Mai chính thức là cháu dâu của cụ cao công bà với họ nhà trai, và là con dâu của ông bà ông Tấn Hằng và là vợ của cháu Phong. Thế thì báo cáo với toàn thể quý vị hai họ, thì các cháu vui đang trưởng thành nhưng chưa trưởng trải, mong sao các cụ không có bà hoặc nhà trai dạy dỗ cháu Mai lên người, và xin phép các cụ không bà đại diện họ nhà gái dặn cháu Mai rằng là các cháu tuy lớn tuổi nhưng các cháu chưa trưởng trải, nhập gia tùy tục, thuyền theo lái theo chồng, làm sao cháu Mai dâu hiền lên gái, rể hiền lên trai. Trước báo cáo với toàn thể các cụ ông cụ bà cùng quan viên họ, trước thánh đường công giáo và trước các cụ cụ bà, trước bố mẹ, vừa qua các cháu đã trao nhẫn cho nhau và hứa trước hội thánh, tôi xin phép được phép là nhắc lại những ý kiến
và trao nhẫn của hai cháu. Thứ nhất là cháu Phong, trước hội thánh cháu đã trao nhẫn cho cháu Mai, là anh là Nguyễn Văn Phong, trao cho em Mai cái nhẫn là tình yêu của anh đối với em, lúc hoạn nạn, có lúc gian nan, lúc khỏe mạnh, có lúc yếu, nguyện yêu em suốt đời anh. Và cháu Mai cũng vậy, anh Phong sẽ nhận chứng nhẫn này là tình yêu của em, dù thịnh vượng lúc gian nan, lúc mạnh khỏe cũng như đau yếu, nguyện yêu anh suốt đời em. Vậy thì các cháu làm sao là sống, phải nhìn nhường nhịn, hạnh phúc cho nhau, để cho hai bên được hòa thuận, hai gia đình như một. Ta chỉ chúc các cháu, thứ nhất có hai câu thôi, đối với cháu dâu là hiền và ngoan, đối với chàng rể Thảo và Kính thì hạnh phúc luôn với các cháu. Trước khi ngừng lời, tôi xin phép được chúc quan viên đại họ, cụ các mụ bà cùng quan viên đại họ gia đình hạnh phúc, các cháu thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị, xin được trân trọng và cảm ơn rất nhiều những lời phát biểu ý kiến trao dâu, những lời vàng ý ngọc, những lời căn dặn rất chú đáo và những lời chúc mừng thật là tuyệt vời của vị đại diện của họ nhà hát của chúng ta. Và thưa quý vị, kể cả ngay những kỷ vật ở trên thánh đường, đôi bạn trẻ chúng tôi đã cầu nguyện và để dành cho nhau một cái tình yêu luôn luôn trọn vẹn. Thì cũng như bao nhiêu lời chúc của toàn thể quý vị cũng là tham gia như ruộng lên bờ, đáp lại những tình cảm của hai bên gia đình để cùng vun vén, để cùng cho một cái giấc mơ hồng của đoàn trẻ của chúng ta được trọn vẹn và thành công. Thì thưa quý vị, anh các chị và các bạn, để đáp lại cái tình cảm thịnh tình này, để cái hai mong muốn trở thành một cái niềm tin, một cái niềm vui, một cái sự đoàn kết hai bên gia đình, và để rồi cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi tân nhân gia đình của chúng ta. Thưa quý vị, chúng tôi xin được trân trọng và kính mời vị đại diện của họ nhà trang gửi đến những lời tri ân, những lời cảm tạ đến toàn thể quý vị đã bất chút những thời gian vàng ngọc của quý vị về tham dự chung vui và chúc mừng. Và đặc biệt là sự tác hợp của hai gia đình để cho tình yêu của đứa bạn trẻ được bền chặt trăm năm hạnh phúc. Và quý vị sẵn sàng cho những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón vị đại diện họ nhà trang. Xin được cảm ơn quý vị và xin được trân trọng và kính mời. Đầu tiên cho phép tôi có lời cảm ơn và kính chúc sức khỏe tất cả các quý vị có mặt trong buổi lễ đại hội ngày hôm nay. Bởi các vị là niềm tin, là niềm tự hào, là niềm hạnh phúc của hai gia đình chúng tôi. Kính thưa các cô ông, cô bà, kính thưa quý vị, hai họ cùng các bạn trẻ. Hôm nay, hai cháu Tấn Phong và cháu Mai không những có duyên lại còn có phận với nhau, nên đã được hai bên bác mẹ vun đắp và được sự nhất trí của các cụ hai họ cũng như chính quyền địa phương và được sự giúp đỡ của bạn bè nam nữ xa gần. Chính vì vậy, hai gia đình chúng tôi hôm nay tổ chức buổi đại lễ thành hôn hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Để chúc mừng sự kiện này, xin quý vị một tràng pháo tay ạ. Rất sôi nổi, rất hào hứng, khiến tôi khẳng định buổi đại lễ thành hôn ngày hôm nay thành công rực rỡ. Và đồng nghĩa hai cháu từ giờ phút này đã là của nhau và là thành viên chính thức, là thành viên đầy đủ và là dâu hiền rể thảo của hai gia đình chúng tôi. Không che đâu. Đồng nghĩa hạnh phúc, con thuyền hạnh phúc của các cháu đã cập đúng bến đúng bờ, có nghĩa là các cháu đã lấy được người mình yêu, cưới được người mình thích. Còn tương lai của các cháu có được như mong muốn hay không còn đang ở phía trước, vẫy gọi sự phấn đấu rèn luyện tu dưỡng của các cháu. Và điều quan trọng không thể thiếu được là sự giáo dục thường xuyên của hai gia đình và trực tiếp là của ông bà Tấn Đạt. Thưa quý vị, việc tuy khó nhưng các cháu sẽ làm được, bởi chúng ta cứ tin vào thế hệ trẻ. Các cụ, các quý vị cho các cháu lưng vốn là thời gian, nên các cụ cứ vui vẻ ăn dầu uống nước hút thuốc để chúc phúc cho hai cháu và mừng cho ngày đại hỷ của hai gia đình chúng tôi. Một lần nữa kính cảm ơn quý vị. Xin được kính thưa quý vị, những chào mắt đại của quý vị, những lời phát biểu ý kiến cho dân nhân dân, những lời cảm tạ đại hai gia đình được dành đến quý vị. Chúng tôi đang khẳng định, chúng tôi đang muốn rằng cái điều đó minh chứng bằng hiện thực. Nói đến tình yêu là phải thích đầu tiên xong mới yêu,
như vị đại diện họ nhà trai chúng ta đã nhắc đến với cô dâu chú rể phải không ạ? Niềm vui lại được nhân lên rất nhiều. Đó là bao nhiêu lời chúc của toàn thể quý vị, và cũng cho phép Bảo Tính xin được thay cái lời chúc của toàn thể quý vị được dành tặng đến hai gia đình, và chúc hai gia đình kết thành tâm gia luôn luôn đầm ấm, luôn luôn đoàn kết và thật sự hạnh phúc. Và cũng xin được trân trọng và cảm ơn hai bác. Xin được mời hai bác sẽ cùng bắt một cái tay thân ái của kết tình tâm gia đối với gia đình, và cũng bước sang năm mới 2021 chuẩn bị chúng ta hướng đến một Tết Nguyên Đán cổ truyền Tân Sửu. Chúc với bác cùng với đại hai gia đình luôn luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, hạnh phúc và thành công. Xin được trân trọng và cảm ơn và chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời hai bác trở về vị trí danh dự của đại hai gia đình để cùng đàm thoại, cùng chia sẻ, để cùng chúc cho các bạn trẻ chúng tôi hạnh phúc. Xin được lòng nhận và cùng chúc mừng với hai ý kiến của hai bác và một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị được không ạ? Ba, chúc mừng, hạnh phúc, hợp biệt gia đình, rất tuyệt vời. Xin cảm ơn quý vị. Không biết là quý vị nhỉ? Không biết là quý vị đã nhìn thấy cô dâu chú rể của chúng tôi hôn bao giờ chưa? Nhưng nói tình yêu là phải có những nụ hôn, và những nụ hôn từ trước đó là những nụ hôn bất chợt một ngày. Và những tràng pháo hoa, những tràng mắt tay của quý vị, những thức phim đẹp nhất của toàn quý vị sẽ giữ lại những hình ảnh đẹp nhất để cùng lưu luyện dành cho đôi tân lang tân gia nhân của chúng tôi. Xin chúc mừng cho những hương vị ngọt ngào của tình yêu. Đây là trong những hương vị ngọt ngào xuyên đi tất cả những ưu phiền trong cuộc sống dài ngày của những đôi của chúng tôi rất tuyệt vời. Xin được cảm ơn quý vị. Và sau này, xin được mời những chai rượu xung quanh được tượng trưng cho hai dòng máu trở về một con tim với một trong những tác đại tình yêu thật là tuyệt vời. Từ đôi tay của hai bạn sẽ cùng khui những chai rượu xung quanh của mình ra, trang đầy trên tóc ly và sẽ lan tỏa những màn khói sung sương minh chứng cho nhiều hạnh phúc. Xin mời hai bạn. Em về trời sao đẹp thế tình mình em ơi. Bao nhiêu những ngày rất là rét thưa quý vị, một trong những cái rét của mùa đông miền Bắc. Thì buổi chiều ngày nay những ánh nắng ban mai ở ngọn đang lung chứng cho những cái điều hạnh phúc nhất dành cho đôi tân lang và tân gia nhân, và cũng như niềm vui của đôi bên gia đình của chúng ta. Sắp thật mạnh lên ạ. Mời quý vị dành cho một tràng pháo tay để động viên chú rể của chúng tôi đi ạ. Quý vị tuyệt vời, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin được mời hai em sẽ cùng nâng lên chai rượu hồng tuyệt vời và dắp lên tháp ly với hình này trái tim, và sẽ được lan tỏa những màn khói du sương để cùng thay cho đời chúng tôi đẹp nhất dành cho ngày hạnh phúc trăm năm của các bạn. Chai rượu xung quanh thứ nhất được hoàn tất, và bây giờ là chai rượu xung quanh thứ hai. Sau khi chai rượu xung quanh thứ hai được phun ra, mời cô dâu chú rể chúng ta rót lên hai ly rượu hồng của mình, và bắt đầu chúng ta sẽ rót hết lên tháp ly tuyệt vời ạ. Hình như chú rể của chúng tôi chưa bật xung quanh bao giờ. Rất tuyệt vời. Và đâu còn đâu, xin mời hai bạn chúng ta sẽ rộng lên hết lên ạ. Trên thách đài của mình nhiều nhé. Những nhà nhiếp ảnh ra thì chúng ta đang giữ lại toàn bộ những hình ảnh đẹp nhất, những thức phim thật là tuyệt vời. Để xem tăng lưu niệm lại cho một số thứ thể đó, một trong những kỷ vật đáng nhớ không bao giờ quên cho Ngọc Mai và Hải Phong. Và bây giờ hai chai rượu xong anh được hoàn tất, chúng tôi xin được mời cô dâu chú rể chúng ta lên được hai ly rượu hồng và trở lại với sân khấu, trở lại di chuyển trở lại với sân khấu ạ. Xin mời hai bạn ạ, hãy trở lại với sân khấu để cùng giao môi với ly rượu tuyệt vời ạ. Quý vị sẽ cùng hướng về trung tâm sân khấu của chúng tôi với hai ly rượu hồng thật là tuyệt vời của cô dâu và chú rể, để chúc cho các bạn được trăm năm hạnh phúc cùng giao môi với ly rượu tuyệt vời của quý vị. Xin mời hai bạn sẽ cùng hướng vào nhau đi ạ. Xin lòng vào tay nhau để chuẩn bị giao môi với ly rượu thật là tuyệt vời, ly rượu rất ý nghĩa. Đừng vội như thế để quý vị còn chúc mừng được không ạ?
quý vị đã chuẩn bị chúc mừng chưa? Chúng ta bắt đầu chúc mừng cho cô dâu chú rể của chúng ta nha. 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc rất là tuyệt vời của quý vị. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc ngày em trong năm hạnh phúc. Và xin được cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với một trong những chương trình không thể thiếu được, một trong những sự kiện tuyệt vời dành cho đôi tân lang và tân nhân của chúng tôi. Chia sẻ ngọt bùi đây và quý vị chuẩn men luôn. Lên quý vị và vỗ tay là hai ly rượu này là cạn luôn đấy quý vị. Những chàng vỗ tay của quý vị đâu ạ? Gần tết rồi ạ. Xin mời bạn. Tiểu lượng hơi cao đấy nha. Xin cảm ơn. Và kính thưa tập quý vị, xin chúc mừng hai em. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành, đặc biệt là đôi tân lang tân gia nhân của chúng tôi Hải Phong và Ngọc Mai đã cùng đồng hành trong một chương trình được trọn vẹn, đáng được nhận những bao lì xì thật là tuyệt vời của đại gia đình. Và cũng quý vị, bây giờ xin mời cô dâu chú rể sẽ lắng lại chúng tôi sân khấu để đón nhận những phần quà vô cùng ý nghĩa của đại gia đình. Đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng và kính mời bậc song thân phụ mẫu thân sinh ra chính chú rể Hải Phong, xin được mời hai bác Tuấn Hằng sẽ cùng trở lại chúng tôi sân khấu để trao tặng cho hai con của mình những phần quà, những bao lì xì tuyệt vời, thành lời chúc mừng tuyệt vời nhất dành cho hai con của mình. Xin được trân trọng và kính mời bác. Kính thưa tất cả quý vị, đúng là con cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra, biển rộng mênh mông không ngâm đời tình mẹ và mây trời đồng lòng cũng chẳng phủ kín được con cha. Ai sinh con ra cũng mong con trưởng thành vào ngày trưởng thành này. Những phần quà ý nghĩa để chúc phúc, chúc phúc cho các bạn trẻ chúng tôi, xin trân trọng và kính mời hai bác là người cha người mẹ thân sinh ra chính chú rể Hải Phong, xin được mời hai bác cùng song hành ạ, cùng trở lại trung tâm sân khấu để trao tặng cho hai con của mình những phần quà thật ý nghĩa và những lời chúc mừng tuyệt vời nhất. Xin mời bác gái đứng bên xem cô dâu xinh đẹp của chúng tôi ạ. Và quý vị sẽ dành cho một tràng vỗ tay để cùng chúc mừng cho đại gia đình họ nhà trai của chúng tôi ạ. Một tràng vỗ tay của quý vị đâu ạ? Thật to lên được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa tất cả quý vị, với những phần quà người cha người mẹ của chú rể Hải Phong và cô dâu Ngọc Mai được trao tặng cho hai con của mình, nó không có giá trị về tài chính nhiều, nhưng nó mang đầy cảm xúc, nó nhiều tình cảm của bậc sinh thành, và cũng đó là trong những món quà quý giá nhất được dành cho hai con của mình đến từ những người cha người mẹ của chú rể Hải Phong và cô dâu Ngọc Mai. Và sau khi những phần quà mà bác gái bác trai được trao tặng cho hai con của mình thì chúng tôi xin được trân trọng và kính mời bác gái sẽ dang rộng vòng tay của mình để đón chào một nàng công chúa Ngọc Mai, một nàng con dâu vô cùng tuyệt vời xinh đẹp trong buổi chiều nay, được không quý vị? Vâng, xin được mời bác gái dang rộng vòng tay của mình đón chào người con dâu tuyệt vời ạ. Và quý vị sẽ dành cho chúng tràng vỗ tay để cùng chúc mừng cho bác hằng của chúng tôi. Rất tuyệt vời những tấm hình lưu niệm, những thức phim đẹp nhất được dành đến cho đại gia đình họ nhà trai. Và xin được mời hai bác chụp lại những tấm hình nhiều lưu niệm cùng với hai con của mình ạ. Vâng, xin được trân trọng và cảm ơn hai bác. Và những phần quà tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng và kính mời các bác. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, những phần quà còn rất nhiều được trao tặng cho cô dâu và chú rể, nhưng vì thời lượng thời gian không có nhiều, vậy là những phần quà đó sẽ được trao tặng cho cô dâu chú rể của chúng tôi sau. Còn bây giờ xin được trân trọng và kính mời hai bác thông gia của gia đình bác Tuấn Hằng ạ, sẽ cùng trở lên sân khấu để chụp lại những tấm hình lưu niệm và những lời chúc phúc cho hai con của mình ạ. Xin được trân trọng kính mời hai bác. Xin được mời bố mẹ của cô dâu đấy ạ. Xin mời các bác ạ. Bố mẹ đỡ đầu của cô dâu ạ, chúng tôi xin được trân trọng và kính mời ạ. Là những người cha người mẹ trong ngày hạnh phúc này để cùng chụp lại những tấm hình lưu niệm cùng với hai con của mình, xin được trân trọng và kính mời các bác ạ.
và kính mời những nhà nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chúng ta ghi lại toàn bộ những hình ảnh đẹp nhất trong ngày hạnh phúc của đôi bạn. Cười thật tươi lên ạ, để cho những thức phim vô cùng đẹp dành tặng cho ngày hạnh phúc trăm năm của đội Tân Nam và tân doanh nhân của chúng tôi, Hải Phong và Ngọc Mai. Vẫn xin được trân trọng và cảm ơn sự hiện diện rất là tuyệt vời của toàn thể các bác ạ. Xin được trân trọng và cảm ơn. Đám cưới xuân về nhà nhà yên vui, ai yêu
của Ngọc Mai cũng như của chú rể Hải Phòng. Và bây giờ kính thưa toàn đơn vị, chúng tôi xin được trân trọng và kính mời toàn đơn vị chúng ta sẽ cùng sơ chầu và uống nước, sẽ cùng đến với một trong những giai điệu rất sôi động trong buổi chiều nay, trong ngày hạnh phúc của đôi tân nương và tân gia nhân. Và chúng tôi xin được kính mời chúng tôi âm thanh của chúng ta sẽ cùng đến với một dòng nhạc sôi động DJ để chào đón tất cả những đôi giày bạc, giày vàng, giày đồng của toàn thể quý vị để chung vui trong ngày hạnh phúc của Ngọc Mai và Hải Phong. Xin được chào đón toàn thể quý vị rất là tuyệt vời mà chúng tôi nhận được trong những thông điệp vô cùng trong tuyệt vời trong buổi chiều nay, để quý vị cùng với chúng tôi đem đến trong những vũ điệu đẹp nhất dành tặng cho các vị chú rể. Xin được mời toàn thể quý vị. Đầu năm 2021 chúng tôi thực hiện chương trình Chắc Cánh Tình Yêu và được cùng với quý vị cùng đang đồng hành rất sôi động. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng đến sân khấu để cùng cưa nhau đi ạ. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đi ạ. Chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để cùng đua nhau với cô dâu của chúng tôi đi ạ. Cô dâu ít mẹ của năm 2021 đây rồi. Rất là tuyệt vời, rất là sôi động và khẳng định rằng là rất là hạnh phúc và vinh dự. Chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để cùng đua nhau đi ạ. Đang lên rồi là chúng ta không lên xuống, đúng rồi hả? Mời cả hai nhà quân của chúng tôi lên nhé. Hoài Nam và Hoàng Lê. Mời các chị đẹp nhất đưa chú rể của chúng tôi lên sân khấu cùng với cô dâu ạ. Dòng nhạc của chúng tôi tiếp tục gửi lên đi ạ. Xin cảm ơn. Về chung vui và chúc mừng sự thành công này, thay cho lời cảm ơn của đại gia đình họ nhà trai cùng với đôi tân nam tân gia nhân, xin được cảm tạ quý vị đã bớt chút trong tất cả những thời gian vàng ngọc quý vị về tham dự chung vui chúc mừng. Và chúng tôi trước khi chia tay với toàn thể quý vị, xin được gửi đến những lời chúc sức khỏe, thuận lợi bình an, một năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Đặc biệt là chúng ta đón một xuân Tân Sửu chuẩn bị Tết Nguyên Đán luôn luôn an lành, nhiều tộc nhiều tài, rất tuyệt vời. Xin được cảm ơn quý vị. Và bây giờ đây, khi đưa toàn thể quý vị đến hát chương trình, chúng tôi xin được mời trên các cung của bà, những người thân của cô dâu chú rể, những người bạn, các bác, các anh, các chị sẽ cùng chụp lại những tấm hình lưu niệm đẹp nhất cùng với Ngọc Mai và Hải Phong. Và chính thức chúng tôi xin được gửi đến lời chia tay
lời cảm tạ, lời cảm ơn và xin chào tạm biệt quý vị. Trai đưa sang kiều giang dù che cô dâu, ôi xôn xao khắp xóm làng ta hát vang khúc ca rộn ràng. Kìa cô dâu đẹp xinh còn anh chú rể hiền ngoan, yêu nhau mới dài lâu dấu bao gian nan một lòng. Ru mừng cùng nâng ly bôi họ hàng về đây chung vui, đôi tân lan duyên thắm tình quê mãi bên nhau trọn. Đồng lòng ta càng biến đông quê bằng đừng cái anh ơi em vẫn thương hoài, đầu năm sinh con gái cuối năm thêm cu tèo, đôi ta duyên nợ gió trời bên nhau trọn đời một lòng son sắc thủy chung. Chúc mừng chị ba cô tư anh sáu hai nhà, đầu năm vui đám cưới xuân về nhà nhà yên vui. Trai đưa sang kiều giang dù che cô dâu, ôi xôn xao khắp xóm làng ta hát vang khúc ca rộn ràng. Kìa cô dâu đẹp xinh còn anh chú rể hiền ngoan, yêu nhau mới dài lâu dấu bao gian nan một lòng. Ru mừng cùng nâng ly bôi họ hàng về đây chung vui, đôi tân lan duyên thắm tình quê mãi bên nhau trọn đời. Ai gieo chỉ soi tơ thôi, ta nên vợ chồng đồng lòng ta càng biến đông muối mặn gừng cay anh ơi em vẫn thương hoài, đầu năm sinh con gái cuối năm thêm cu tèo, đôi ta duyên nợ gió trời bên nhau trọn đời một lòng son sắc thủy chung. Chúc mừng chị ba cô tư anh sáu hai nhà, đầu năm vui đám cưới xuân về nhà nhà yên vui. Ai yêu chỉ soi tơ ta nên vợ chồng đồng lòng ta càng biến đông muối mặn gừng cay anh ơi em vẫn thương hoài, đầu năm sinh con gái cuối năm thêm cu tèo, đôi ta duyên nợ gió trời bên nhau trọn đời một lòng son sắc thủy chung. Chúc mừng chị ba